Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới thành phố Cần Thơ trong sáng nay cũng đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến các thành viên xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu đối với hai xã của huyện Vĩnh Thạnh. Cuộc họp do ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng thành phố chủ trì. Theo đó, xã Thành Lộc được đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xã Thành Lợi được đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Sau 5 năm triển khai xây dựng đến nay, xã Thành Lộc đã đạt tất cả 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025. Trong đó có một số tiêu chí nổi trội như tiêu chí giao thông, thu nhập bình quân đầu người, hình thức tổ chức sản xuất và hộ nghèo. Riêng xã Thành Lợi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2020. Từ đó đến nay, địa phương tập trung dồn sức xây dựng các tiêu chí của xã nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định và đã cơ bản hoàn thành trong năm 2022.